đối vấn đề của chị, bây giờ chị không đeo khẩu trang thì tụi em xử lý ở đây nha. Em đứng đây rồi hả? Dạ rồi thì chị cứ đứng đây, đứng đây, chị đứng đây, em mời chị đứng ở đây. Bây giờ em nói là bây giờ em chỉ lấy cái đây, còn lấy chìa khóa ra lấy liền, mình làm gì dữ vậy? Đây là những hình ảnh ghi nhận được về hành vi chống đối lực lượng chức năng khi được nhắc nhở đeo khẩu trang tại công viên Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu, gây bức xúc dư luận thời gian qua. Đeo khẩu trang, một hành động nhỏ, đơn giản nhưng hữu ích trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Thế nhưng không phải ai cùng ý thức được điều này. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của làn sóng COVID-19 lần thứ tư, Bà Rịa Vũng Tàu may mắn chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Để cùng các cấp chính quyền bảo vệ thành quả chống dịch, ý thức của người dân chính là liều vaccine, góp phần quan trọng cho thành công của cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh. Đây là những hình ảnh đẹp của ý thức và tinh thần đoàn kết, đồng lòng phòng chống dịch bệnh của người dân thành phố Vũng Tàu. Mình tập thể dục thì sức khỏe mình nâng cao, đề kháng tốt hơn. Với lại mình nói chung là mình đi ra ngoài mà tập thể dục mình cũng phải đeo khẩu trang, vậy là ok hơn. Với lại mình tìm cái chỗ trống trải mình ngồi, chứ mình đừng có chen vô chỗ đông là mình ngồi là được rồi. Nói chung mỗi người cách xa nhau chừng 5-10 mét là hay nhất. Tôi đi tập thể dục thì hôm nào khẩu trang, đeo khẩu trang 5K của chính phủ. Đi một mình thôi, đạp xe một mình thôi, không đi đông. Trong xe hôm nào có cái nọ rửa tay sát khuẩn. Tại công viên Tam Giác Bãi Trước, các hoạt động thể chất, khiêu vũ, sinh hoạt hội, nhóm đã dừng. Con đường sách hầu như không có khách. Buổi chiều lúc mà dịch bệnh chưa phát triển căng thẳng thì nhiều người đi lại vui chơi, tập thể dục. Còn bây giờ thì vắng đi thưa thớt rất nhiều, nhưng mà vẫn chấp hành đeo khẩu trang đầy đủ đúng quy định. Trong công viên chỉ có lác đác vài người đeo khẩu trang dạo chơi. Là người bán vé số dạo hơn 10 năm, bà Hà Thị Thi, 54 tuổi, tại thành phố Vũng Tàu chia sẻ. Đi bán vé số gần chục năm qua, có bao giờ tôi biết đến chiếc khẩu trang y tế? Bởi đeo khẩu trang không quen, làm tôi khó chịu. Nhưng bây giờ, lúc nào đi bán vé số, tôi cũng đeo khẩu trang. Bởi đâu ai biết có mang mầm bệnh trong người, vì hàng ngày bán vé số tiếp xúc hàng trăm người. Thì mình đi như vậy là mình cũng sợ là bệnh cho mình, cũng sợ lây lan cộng đồng. Bởi vì mình đi mình bịt khẩu trang, chứ giấc chiều giấc sáng thì tôi bịt gì, chứ giấc trưa tôi bịt tới 2 lớp rồi. Có thể thấy, thời gian gần đây, ý thức phòng chống dịch của người dân đã được nâng cao. Người dân đã chủ động đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tối đa việc ra đường và tập trung đông người, giữ cự ly an toàn nơi công cộng. Những việc làm tuy nhỏ nhưng là góp phần quan trọng giúp các lực lượng chức năng hạn chế sự lây lan, sớm khống chế và đẩy lùi dịch COVID-19. Những tác động của dịch COVID-19 làm tổn hại rất lớn đến nền kinh tế của cả nước, mà trước hết tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân, mỗi gia đình. Do vậy, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, ngoài sự nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của cơ quan chức năng, ý thức của người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, sức khỏe cộng đồng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác với dịch bệnh, không chủ quan lơ là, mà tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Trong đó thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Đây là biện pháp dễ thực hiện, không tốn kém và được coi là lá chắn và ý thức của người dân trong phòng chống dịch.